Đây là một mẫu váy liền cực kỳ lạ mắt luôn. Bình thường thì mọi người nhìn này sẽ nghĩ là một cái áo phông kết hợp với một cái chân váy xòe đúng không? Nhưng mà đây là được may liền luôn nhá. Mọi người chỉ cần gập một lượt thôi là xong. Rất là đẹp. Áo nhá, áo thì là vẫn là chất liệu phông cotton có giãn 4 chiều, phông cotton giấy, mặc rất là mát và thoải mái nhá. Đó, nhưng mà lại được may liền với một chiếc chân váy tầng. Đó, mọi người nhìn nó rất là nhiều tầng và bông xòe xinh luôn. Họa tiết thì là họa tiết kẻ caro màu xanh. Đó, xinh dã man. Ở phần eo này, mọi người thấy này, nó sẽ có một cái phần chun ở đây để mọi người mặc sẽ không cảm thấy khó chịu nhá. Set này là gọi là một hai trong một luôn á. Bình thường mình phải mua áo sơ mi riêng hoặc áo phông riêng, xong lại mua chân váy riêng. Nhưng mà đây là một cái váy là nó có cả áo cả chân váy luôn rồi, nó liền nhau. Đây là đồ liền nhá mọi người nhá. Cái chân váy này thì rất là xinh luôn ấy. Chân váy này nó dài qua đầu gối nhá mọi người, nên là hầu như che hết khuyết điểm. Và chân váy dài qua đầu gối như thế này thì mọi người rất là dễ phối đồ. Mọi người có thể phối với cả giày thể thao trắng, hoặc cũng có thể phối với cả guốc cao gót như bình thường. Bình thường mặc váy thì chúng ta sẽ rất là ít đi thể thao, và đa phần là chúng ta đi guốc cao gót đúng không? Nhưng mà chính vì cái điểm nhấn là phần áo của cái váy này khiến cho chúng ta có thể đi được giày thể thao. Nên là nó sẽ có thể phối được các đồ khác nhau. Xong đeo một chiếc ba lô thì rất là xinh này. Chân váy rất là đẹp luôn. Váy này mà mọi người đi mặc đi du lịch ấy thì đẹp dã man luôn ấy. Còn bình thường nhá là có thể mặc đi làm được. Đó, dù là mặc rất là thoải mái nhưng mà vẫn có thể mặc đi làm được, mặc đi chơi bạn bè được, đi hẹn hò được, cà phê được. Nói chung là cái váy này Phương cảm thấy nó là một cái váy rất là dễ để có thể mặc trong tất cả các trường hợp khác nhau. Đó. Váy này thì nó có đủ size luôn nhá, SML và XL. Dáng của nó thì cũng rất là thoải mái và dễ mặc. Mọi người hoàn toàn có thể mua online được.